Nhân tương thoát y nhi xuất, thú tương xuyên y nhi hành. Ý tứ là con người tương lai sẽ thoát y, động vật sẽ mặc quần áo mà đi ra đường. Đó chính là lời mà các nhân vật được gọi là Xa Đao Nhân, truyền nhân của Quỷ Cốc Tử để lại từ những năm 1980, năm 1990. Thời đó khi nghe những lời này quả là khó hiểu, nhưng nhìn vào xã hội hiện nay thì đã rõ ràng, minh xác. Nhưng đâu phải chỉ đơn giản là con người thoát y, động vật được cưng chiều mặc quần áo ra đường. Ẩn phía sau câu nói trên là cả một bí mật chấn động mà ít ai để ý đến. Ứng nghiệm dự ngôn Xa Đao Nhân, họa bì đại biến. Nói về Xa Đao Nhân, Tinh Hoa TV đã từng đề cập đến nhân vật này trong video dự ngôn của người bán giao nợ về kiếp nạn thần châu đang ứng nghiệm. Dân gian truyền tai nhau rằng Xa Đao Nhân hay còn gọi là những người bán giao nợ đều là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử. Trước mỗi sự kiện lớn xảy ra, họ đều xuất hiện dưới hình thức bán giao nợ. Thông qua hình thức này để cảnh báo thế nhân, những dự ngôn của họ xưa nay đều ứng nghiệm rất chính xác. Họ thường đi vào các bản làng, mang theo gánh đồ, bên trong là những loại dao kéo. Phương thức giao dịch của họ cũng rất đặc biệt. Sau khi đưa dao cho người mua, họ sẽ ghi tên và địa chỉ người mua vào một cuốn sổ. Không thu tiền ngay mà sẽ để lại những lời tiên đoán. Đến khi những lời nói đó thành sự thật thì mới đến thu tiền. Và những năm 1980 và năm 1990, ở nhiều khu vực thỉnh thoảng lại có Xa Đao Nhân xuất hiện và để lại câu nói khó hiểu như sau: Nhân tương thoát y nhi xuất, thú tương xuyên y nhi hành. Nghĩa là con người tương lai sẽ thoát y mà ra ngoài, động vật sẽ mặc quần áo mà đi ra đường. Lý giải dự ngôn. Nhìn vào xã hội hiện nay, có thể dễ dàng hiểu được câu nói hơn 30 năm trước của các Xa Đao Nhân đã ứng nghiệm hoàn toàn, cả về nghĩa đen lẫn hàm ý phía sau. Nhân tương thoát y nhi xuất, ý nói con người hiện nay sẽ thoát y mà ra ngoài. Câu này không cần giải thích mọi người cũng sẽ hiểu. Thời trang của nhiều người hiện nay rất kỳ dị, đã không còn một quy phạm từ ước thúc, quần áo ngày càng ngắn đi, chẳng khác nào thoát y mà ra ngoài. Thú tương xuyên y nhi hành, động vật sẽ mặc quần áo đi ra đường. Điều này cũng không phải bàn cãi, hiện nay không khó bắt gặp hình ảnh các thú cưng được đối xử rất ưu ái, nếu không nói quá là còn hơn cả con người. Nào là được mặc quần, mặc áo, đi giày, được chủ đẩy trên xe, ăn thức ăn hảo hạng, thậm chí đến nơi ở cũng rất đầy đủ tiện nghi, trong khi bao nhiêu con người ngoài kia phải lang thang không chốn dung thân. Tuy nhiên, đối với lời này của các Xa Đao Nhân, đứng trên góc nhìn của giới tu luyện còn có một lý giải khác sẽ giúp mọi người có được cái nhìn sâu hơn về thực trạng hiện nay liên quan đến động vật ở thế gian. Rất nhiều sách cổ có ghi chép, trong nhân gian từ xưa đến nay, nhiều người đang thờ cúng ngũ đại tiên, tức là hồ tiên chính là cáo hồ ly, hoàng tiên là con chồn, bạch tiên ý chỉ con nhím, liễu tiên tức là rắn, cuối cùng là hôi tiên ám chỉ con chuột. Nhiều người còn thờ cả ba ba và một số loài khác, nhưng năm con động vật trên là phổ biến nhất. Trong nhân gian có câu hồ hoàng bạch liễu chính là chỉ những thứ đó. Cái tên thần bạch mi mà trong giới kỹ nữ thường nhắc đến chính là hóa thân của các yêu nghiệt trên. Những con vật kia bằng cách nào đó chúng rất dễ đắc linh khí nhân gian hay gọi là thành tinh. Một khi đến bước này, chúng sẽ có một số năng lực nhất định mà người bình thường gọi là phép thuật. Thế là họ bắt đầu sùng bái, tạc tượng thờ cúng, cầu mong được bảo vệ, làm ăn phát tài. Trong giới tu luyện giảng rằng con người là trân quý nhất, vì con người được phép tu luyện có thể có cơ hội đắc đạo thành tiên, siêu thoát tam giới, vĩnh viễn không còn phải luân hồi chịu khổ. Đó cũng là điều mà tất cả các sinh mệnh trên trái đất ao ước, bao gồm cả động vật. Vậy thì để có lý do bám lên thân con người, hút khí tinh hoa để tu luyện ở không gian khác, các loài động vật đắc linh khí kia, những âm linh dị quỷ đã sử dụng cái bẫy ngọt ngào, khuếch đại những tư tưởng không tốt, sau đó xúi dục khống chế con người sa vào cạm bẫy. Vì sao con người thời nay lại dễ bị dẫn dụ đi như thế? Bởi vì đây chính là thời kỳ mạt pháp mà Phật Thích Ca từng nhắc đến vào 2500 năm trước. Ngài từng nói, thế giới thời mạt pháp sẽ rơi vào trạng thái thập ác
câu toàn, nhân tâm biến dị, ma quỷ động vật xuất thế gây họa loạn nhân gian. Lúc đó pháp của Ngài sẽ không còn độ nhân được nữa. Hoán đổi gia người. Xung quanh những người có niệm đầu bất chính, toan tính, đặc biệt là tà dâm, luôn có rất nhiều những sinh mệnh biến dị của không gian khác lai vãng tới lui. Chúng thao túng những người có đạo đức thấp kém, gieo vào đầu họ những tư tưởng lệch lạc. Khi một người có tâm thái bất chính phù hợp với chúng, thì chúng liền thâm nhập vào không gian của người đó, khuất đại tư tưởng bất chính, tạo ra một ảo giác mà người thường gọi là phấn khích, làm ra những hành vi băng hoại đạo đức. Tiếc rằng con người không hề biết bản thân đang bị lợi dụng, lại còn tưởng đó là suy nghĩ của mình. Cộng thêm những tuyên truyền giải phóng trong xã hội, rất nhiều người đề cao cái gọi là khoái lạc, từ đó trượt dài trong vũng bùn tội lỗi. Sau một thời gian, linh hồn của những người truy cầu tiền tài, vật chất, sắc dục sẽ trở nên yếu đuối. Lúc này, nếu đủ sức mạnh thì các con động vật như cáo, chồn, quỷ trắng và các âm linh dị quỷ ở không gian khác đang bám trên thân người bất hảo đó có thể hoàn toàn hạ gục linh hồn của người ấy, đẩy ra ngoài hoặc giết chết. Sau đó chúng sẽ chiếm lấy thân xác của con người. Lúc này, lớp da bề ngoài thì là một hình tượng con người, nhưng bên trong lại là một sinh mệnh khác khống chế mất rồi. Điều này có đáng sợ không? Khi đến bước này, nếu những người như thế mà đi trên đường, thì đó chính là động vật mặc y phục mà đi trên đường. Người phàm mắt thịt sao có thể nhận ra, lời của các xa đao nhân đã ứng nghiệm hoàn toàn. Trong các bộ phim, điện ảnh, chúng ta thường bắt gặp những con yêu quái thay lớp da người vào ban đêm để lộ nguyên hình, rất đáng sợ. Nhưng thực tế vừa nhắc đến ở trên còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lớp da người đó là sống, từng tế bào, từng mạch máu đều là sống, nhưng linh hồn làm chủ bên trong đã không còn là con người. Thời xưa có kỹ viện, ngày nay có hộp đêm, khách sạn, quán bar, v.v. Nhìn từ không gian khác, những nơi đó yêu khí ngút trời. Những người dù chủ động hay bị động hành nghề mại dâm đều bị những con động vật phù thể, các yêu tinh dị quỷ bám phía sau lưng, hoặc nghiêm trọng hơn là linh hồn đã bị giết. Thân xác đã hoàn toàn bị chiếm cứ. Nếu con người thế gian mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Những ai tiếp xúc lâu với các sinh mệnh hồn yêu xác người, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị yêu ma quấy nhiễu, nhiễm yêu khí mà tự hại bản thân. Mọi người thử nghĩ xem, con người là có các mối quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Sự tiếp xúc giữa người với người là điều không thể tránh, nên những con động vật đang sở hữu lớp da người kia, hễ thấy ai có tâm bất chính phù hợp với chúng thì người đó sẽ chính là mục tiêu tiếp theo. Quả là vô cùng đáng sợ. Làm sao để tránh âm linh dị quỷ? Phật gia có giảng nhân thân nan đắc, nghĩa là có được tấm thân người không hề dễ dàng. Trong lục đạo luân hồi phải khó khăn lắm mới được đầu thai làm người. Nhưng chỉ vì một chút phóng túng, truy cầu khoái lạc mà làm ô uế sinh mệnh, trầm luân trong địa ngục, thậm chí bị tiêu hủy, như vậy rất đáng thương. Quý khán thính giả thân mến, hạnh phúc không thể nào có được bằng cách buông thả dục vọng, vì ham dục cũng như lòng tham, nó không có điểm dừng. Những người có hành vi tà dâm đều phải nhận quả báo tương ứng, như lộc tổn mệnh suy, công danh sự nghiệp trắc trở, bệnh tật dày vò, liên lụy con cháu đời sau. Những bài học lịch sử về vấn đề này vô cùng nhiều. Người xưa coi những thứ dục vọng như thế rất nhẹ, gần như chỉ để duy trì thế hệ, không hề phóng túng bản thân. Chỉ cần ý chí kiên định, làm người một cách đường đường chính chính thì sẽ có các chư thần bảo hộ. Các thứ cáo chồn quỷ trắng cùng các âm linh dị quỷ kia sẽ không còn chốn dung thân mà tự tiêu tán. Mỗi người khi sinh ra đều có phúc phận an bài riêng, lao động chân chính, biết ước thúc hành vi của mình, quay về truyền thống, đi theo chính đạo thì sẽ có những gì đáng nên có. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của tà linh, ác quỷ.